Tháng 5 năm 2015 đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình khẳng định quyết tâm trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu và vươn tầm quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng khi hội thảo kế toán quốc tế ICOA, tiền thân của ICOAF, được tổ chức lần đầu tiên. Kết nối cùng hai trường đại học uy tín trên thế giới là Đại học Aston ở Anh và Đại học Yokohama tại Nhật Bản. ICOA tạo được tiếng vang ngay khi xuất hiện, thu hút được sự quan tâm của giới quản lý, các chuyên gia đầu ngành, các học giả đến từ Anh Quốc, Nhật Bản, Indonesia, đại diện kiểm toán nhà nước, kho bạc nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam, các hiệp hội kiểm toán trong và ngoài nước và các giảng viên của các trường đại học. Thông qua các thảo luận sôi nổi, đa chiều từ các chuyên gia, hội thảo đã đưa ra những nhìn nhận thẳng thắn về những hạn chế của ngành kế toán tại Việt Nam, cũng như đề ra những giải pháp khắc phục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực kế toán với chất lượng tốt hơn trong tương lai. Đây chính là nền tảng để hội thảo trở thành nơi hội tụ uy tín, lâu dài của những nguồn tri thức khoa học mới. Năm 2016, hội thảo tiếp tục mở rộng thêm lĩnh vực tài chính với cái tên mới ICOAF với sự tài trợ thêm của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc. ICOAF 2016 đã đón các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành, các học giả và giới nghiên cứu khoa học về tài chính và kế toán. Kết quả thu được từ hội thảo là sự đúc kết đa chiều và toàn diện, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn cho ngành kế toán, tài chính ở Việt Nam. Những thảo luận cũng cập nhật những xu hướng mới của ngành này trên thế giới. ICOAF 2016 thu hút sự quan tâm của truyền thông và được phản ánh rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bắt đầu thể hiện sự uy tín và sức lan tỏa trong giới chuyên môn. Năm 2017, sau hai lần tổ chức thành công vang dội, tạo được hiệu ứng tốt đẹp trong giới nghiên cứu, Hội thảo quốc tế về kế toán tài chính lần thứ 3 được tổ chức tại Olalani Resort. ICOAF 2017 được nâng tầm quy mô với sự tham gia của các diễn giả hàng đầu như giáo sư Ovaniha Supra, giáo sư Nguyễn Đức Hương, giáo sư Yu Yang Wu và các chuyên gia tài chính kế toán từ các nước Anh, Pháp, Úc, Nhật Bản, Việt Nam. Sự có mặt của ba diễn giả hàng đầu giúp các đại biểu nắm bắt xu thế ngành nghề thế giới, áp dụng vào nghiên cứu và đề xuất giải pháp ở Việt Nam, đồng thời giúp các giảng viên áp dụng vào bài giảng tại trường, trang bị thêm những kiến thức mới và thực tế cho người học. Trong năm tiếp theo, hội thảo ICOAF 2018 đã được phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng và Viện Tài chính Toàn cầu IGF trực thuộc Đại học New South Wales, Đại học Massey, Đại học Aston. Hội thảo cũng nhận được sự tín nhiệm từ các chuyên gia hàng đầu và mang đến luồng gió mới với những chia sẻ thú vị về tình hình kế toán tài chính thế giới nói chung và châu Á nói riêng. Tất cả công trình nghiên cứu là sự hội tụ của những tâm huyết mà các nhà khoa học đã theo dõi, phân tích về những diễn biến mới của tình hình tài chính kế toán của thế giới trong những năm gần nhất. Trở lại vào tháng 7 năm 2019 tại khách sạn Grand Turin, hội thảo ICOAF là sự hội tụ của những tâm huyết mà các nhà khoa học đã theo dõi, phân tích về những diễn biến mới của tình hình tài chính kế toán của thế giới. Bên cạnh đó, hội thảo cũng đón chào sự trở lại của diễn giả chính Min Yu Hung, giáo sư ngành kế toán tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, người đã từng trình bày tại ICOAF 2018. Cùng với đó là sự xuất hiện lần đầu tiên của diễn giả chính Châu Phan, giáo sư trường kế toán và tài chính tại Đại học Hồng Kông. Diễn ra trong 2 ngày, hội thảo ICOAF 2019 được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao ở quy mô tổ chức và chất lượng các đề tài tham luận. Các phiên trình bày và thảo luận đã diễn ra sôi nổi với hàm lượng khoa học cao cùng với góc nhìn đa chiều, chuyên sâu về lĩnh vực tài chính kế toán. Sau một năm gián đoạn do tình hình dịch bệnh, hội thảo ICOAF 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến thông qua hệ thống Zoom trong ngày 11 tháng 6 năm 2021. Năm nay, ban tổ chức hội thảo đã nhận được tổng cộng 60 bài báo của các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài nước. Với chủ đề Accounting, Finance and Vietnam Economic Transformation, hội thảo năm nay là cơ hội lớn để các nhà khoa học, các giảng viên ở các trường đại học trong nước và quốc tế chia sẻ ý tưởng học thuật, nhận được các góp ý khoa học, đặc biệt là sự phát triển của nền tài chính và kế toán toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh. Năm nay, hội thảo vinh dự có sự tham dự và trình bày công trình nghiên cứu của hai diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực tài chính kế toán, bao gồm giáo sư Joanna Patton, giáo sư tài chính tại Đại học Remit và giáo sư Cameron Chu, giáo sư kế toán tại Đại học Monash.
Hai diễn giả đồng thời là keynote speaker của hội thảo. Qua 5 lần được tổ chức, ICOAF đang khẳng định thương hiệu của hội thảo quốc tế uy tín trong lĩnh vực tài chính kế toán. Với vai trò là đơn vị tổ chức, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng và các đối tác cũng đã nỗ lực mang đến một không gian trao đổi học thuật hiện đại, thân thiện của một hội thảo đẳng cấp quốc tế, hướng đến nâng tầm ICOAF trở thành một trong những hội thảo chuyên ngành về tài chính kế toán lớn nhất khu vực Đông Nam Á.